Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Chạy ra đóng cửa cổng giúp mẹ, bé trai gặp tai nạn bất ngờ khiến nhiều người thót tim. Trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống gặp tai nạn của bé trai nhỏ tuổi tại chính ngôi nhà của mình, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đoạn clip được camera an ninh trong gia đình ghi lại. Theo đó, mẹ bé trai có việc nên cần ra ngoài. Sau khi người mẹ điều khiển xe máy rời đi, bé trai khoảng chừng 5 tuổi liền chạy ra để đóng cửa giúp mẹ. Tuy nhiên, khi bé trai vừa kéo được cánh cổng bên phải vào, cánh cổng bất ngờ bung ra khỏi bản lề và ngã sầm xuống đất, suýt đè trúng người bé trai. Do lúng túng xử lý tình huống cộng thêm sức khỏe yếu, bé trai cũng bị ngã theo cánh cổng. Sau sự việc, bé trai lộ rõ vẻ hoảng loạn, nằm khóc một mình ngoài cổng. Một lúc sau có hàng xóm đi tới và phát hiện vụ việc nên đã động viên bé trai vào trong nhà. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên trang mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự cố nói trên khiến nhiều người thót tim vì lo lắng cho sự an toàn của bé trai. May mắn cậu bé không bị thương. Qua sự việc này, cư dân mạng cũng cho rằng đây là lời cảnh tỉnh nhắc nhở với các bậc phụ huynh cần chú trọng trong việc kiểm tra các vật dụng trong gia đình để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.